Tiếp theo là cái lô 67 nha quý vị, hai cây trung nu luôn ha, 350 bao cái ship luôn, anh nào mua cọc trước 100 còn lại shipper tôi hộ nha. Rồi cái cặp này nó là hết luôn nha quý vị, tôi mua có một vài ba cây tôi bán cho vui thôi quý vị ơi, chứ cái này bán được cái lời. Rồi xuống luôn nha quý vị, anh nào mua cọc trước 100, cây số 1 nè, cái bàn tay tôi đây ha, cái cây đây ha, nó già lắm nha, mặt sau của nó nè, cành nhánh nó về mình tỉa lại mình uốn éo lại nha, ở đây là nó gặm gặp quá, về mình làm lại ha quý vị ha. Số 2 nè, mặt sau nó luôn nè. Rồi vậy ha, giải trí vui thôi, xuống luôn quý vị ơi.